Vào khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 4, khi cả gia đình ông Phạm Văn Linh, 55 tuổi, ở thôn Xà Râu, xã Ba Nam, đang ở nhà, thì bất ngờ thấy một con rắn hổ chúa to từ bên ngoài bò thẳng vào nhà. Các anh Phạm Văn Lương và Phạm Văn Mập, con trai ông Linh, liền bắt con rắn, đem cân thấy nó nặng 2,5 kg, họ bán cho một thương lái lấy 3 triệu đồng. Tưởng chừng gặp vận may vì tự dưng lại kiếm được tiền triệu nhờ con rắn hổ lạc đường. Vì khoảng chừng 3 ngày sau, lại thêm một con rắn hổ chúa khác cũng to bằng con rắn đầu tiên lại bò vào nhà. Các con ông Linh tiếp tục dùng cây bắt rắn đem bán cho thương lái. Nghe tin nhà ông Linh bắt được rắn, nhiều thương lái đến giành nhau mua và đặt hàng. Nếu có, chỉ cần gọi điện là họ đến ngay. Cách tiếp sau đó 2 ngày, sau khi các con ông Linh bắt con rắn hổ chúa thứ hai, tự dưng một con rắn hổ chúa thứ ba tiếp tục bò vào nhà ông Linh. Người nhà ông Linh nghe tiếng loạt xoạt trên mái nhà, lấy làm lạ nên xem thử, phát hiện một con rắn hổ, chưa kịp đánh thì con rắn trốn mất. Sau đó, nhiều người thấy con rắn tiếp tục xuất hiện, nhưng có người là nó bò nhanh vào núi. Sau đó mấy ngày, con rắn lại xuất hiện. Lần này, các con nhà ông Linh hoảng sợ thật sự vì con rắn quá to, dài gần 3 mét. Nó có biểu hiện rất hung dữ, cổ ngước lên cao, phòng mang rộng hơn 2 gang tay, vừa tiến vào nhà vừa phun phì phì. Ông Linh vội vàng kêu cứu và thanh niên trong làng đổ xô tới, song chẳng ai dám bắt rắn, họ chỉ dùng đá và cây xua đuổi con rắn bò ra rừng. Lúc này ông Linh mới kể rằng sau khi bắt được 2 con rắn hổ chúa, gia đình ông đã phát hiện một ổ trứng rắn hổ gồm 48 trứng ở dưới bụi tre cách nhà ông khoảng 50 mét. Ông đã lấy hết số trứng rắn đem về luộc cho con cháu ăn. Ông Linh sợ hãi bảo: con rắn hổ chúa thứ ba xông vào nhà tôi như đi báo thù vậy, khủng khiếp lắm. Cả mấy ngày sau đó, gia đình tôi không dám ra khỏi nhà. Những tưởng con rắn hổ chúa bỏ đi, xong gần một tuần sau đó, nó lại bò vào nhà của người láng giềng bên cạnh nhà ông Linh. Người láng giềng thấy con rắn cứ chực lao vào cắn, hoảng hốt kêu cứu. Dân làng lại kéo tới đuổi rắn bò ra rừng, nhưng bà con càng thêm lo lắng. Đến ngày 29 tháng 4, khi đang nấu ăn, chị Nguyễn Thị Liên, chủ tiệm tạp hóa ở thôn Xà Râu, thấy con rắn bò vào. Chị liền gọi chồng là anh Quỳnh ra xem, thì thấy con rắn hổ chúa nọ đang ngước cổ, phòng mang rất đáng sợ. Họ liền kéo nhau bỏ chạy. Đến khi gọi được mọi người tới tiếp ứng, thì con rắn đã bò đi mất. Nhiều người dân nơi đây cho biết, từ ngày con rắn to lớn, dài gần 3 mét, xuất hiện quanh quẩn khu vực đất nhà ông Linh, cư dân làng rêu bắt đầu đồn đại, con rắn này đang đi tầm thù những ai hạ sát đồng loại. Người ta còn rỉ tai rằng ông Linh đã giết nhầm cặp rắn tu lâu năm, chia rẽ chúng nên con rắn còn lại không tha. Theo lý giải của một số người thì loài vật nào cũng có tình đồng loại riêng của nó. Có thể 3 con rắn hổ chúa ở chung một ổ, giờ thiếu mất 2 con, lại mất cả ổ trứng nên con rắn thứ 3 mới đi tìm. Vì thấy có điều chẳng lành và sợ hãi, cả gia đình ông Linh đã lập đàn cúng 3 lần để trừ giải điều xấu. Ngày đầu, gia đình ông Linh cúng 2 con gà trắng. Ngày thứ 2, ông cúng 1 con chó. Ngày thứ 3, ông cúng 2 con heo, 1 con gà đen. Theo ông Linh, mỗi gia súc để cúng là đền lại xác 2 con rắn mà gia đình ông đã bắt. Còn vợ chồng chị Liên cũng đã mời thầy về cầu cúng, mong rắn hổ chúa không quay trở lại nhà. Từ ngày anh Đoàn Văn Quý, quê ở làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế, bắt đầu làm nghề đánh bắt cá bằng xung điện. Hễ cứ mỗi ngày ra đồng, anh đều bắt rắn về nhà, làm thịt rồi cho cả nhà ăn. Ngày nào cũng vậy, ăn đến nỗi cả nhà khi nhắc đến thịt rắn, ai cũng khiếp đảm. Một hôm, anh đang trên đường đi bắt rắn về nhà, thấy cặp rắn to như thanh xà bạch xà xuất hiện trước cổng nhà. Thấy rắn lạ, cả nhà anh lấy dùi, lấy gậy gọc ra xua đuổi cả đôi rắn đi. Được một lúc, đôi rắn tự nhiên biến mất. Kể từ ngày đôi thanh xà bạch xà ngự trị chiếm trệ trước cổng, báo hiệu điềm dữ đến, trong đầu ông Quý nghĩ đến câu thành ngữ: lẽ nào cẩu xuất gia, xà nhập trạch, đêm xấu lại đến. Cứ vào chập choạng tối, gia đình anh Quý lại thấy con rắn học trò xuất hiện. Cứ đến nửa đêm thì nhiều loại rắn khác nhau lại bò về. Anh Quý cho biết, công việc đánh bắt cá thường xuyên phải đi đêm, nhưng cứ nửa đêm khi đánh bắt cá về lại thấy rắn xuất hiện.
hết rắn học trò đến rắn hổ mang cục đuôi. Lần cụ rắn cục đuôi xuất hiện gần đây nhất và được cả nhà ông Quý chứng kiến nhất là vào tháng 9 năm 2012. Vào thời điểm đó, trùng vào dịp rằm tháng 8 2012, khi cả nhà ông đang làm lễ cúng cô hồn, đúng giờ hành lễ, ông Quý tiến đến thắp hương trên bàn thờ Phật thì bất giác rùng mình nhìn thấy con rắn đen to bằng cổ chân, dài khoảng 1 mét. Có điều, con rắn này lại cục đuôi, nằm khoanh tròn, chiếm chệ dưới chân tượng Phật. Biết ngài về thăm nhà, ông Quý vội vàng thắp nhang, quỳ gối niệm Phật, cầu cho rắn đừng hại người. Ông Quý nhớ lại, trong miệng tôi lúc đó vẫn còn nhớ câu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Thiên La Thần, Địa La Thần, Nhân Ly Nạn, Nạn Ly Thân, Thất Thiết Tai Ương Hóa Vi Trần. Lúc bài kinh kết thúc thì ông cũng không thấy rắn cục đuôi đâu nữa. Sự việc này không chỉ ông Quý nhìn thấy mà cả nhiều người dân làng quanh xóm ông nhìn thấy. Ông Nguyễn Đình Trúc, 87 tuổi, làng An Truyền xác nhận thêm: vì đứng gần bàn Phật nên tôi thấy rất rõ, cụ rắn nằm khoanh tròn, đầu ngẩng cao rất chăm chú. Thiệt tình, lúc đầu tôi có phần hoảng sợ, toan bỏ chạy, thì ông Quý vẫy tay lại, đừng làm rắn kinh động. Cứ 3 ngày, rắn cục đuôi lại ghé nhà một lần. Đáng sợ nhất là vài hôm sau, trong lúc đang ngủ, nửa đêm, đứa con thứ 3 trong gia đình anh bỗng hét dựng lên, khóc mãi không chịu nín, khóc cho đến sáng thì ngất đi rồi chết. Sau khi đứa con thứ 3 chết, đứa con trai út lại đau bệnh, nó cũng khóc giống như thằng thứ 3 rứa, hét dựng lên khóc cả đêm. Nhưng lần này tôi ra lấy hương thắp và khấn vái thì lại hết. Trừ hắn đã bình thường và đang học lớp 3, ông Quý nhấn mạnh. Nhiều sự việc trùng khớp kể từ ngày xà nhập trạch, ông Quý đã đi mời các thầy bói, thầy pháp khắp nơi về cúng trừ tà, trừ tinh. Lần này, thầy bói cao tay được mời từ tận xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thầy phán, việc oan hồn xuất hiện là do sát sanh quá nhiều nên phải đền mạng. Quá sợ hãi vì việc làm của mình, ông lập bàn thờ cúng rắn, xin được giết thịt gà, dê làm mâm cỗ gần 7 triệu bạc với đầy đủ lễ vật để tạ lỗi với thần rắn. Nói về chuyện tinh xà báo thù, ông Quý cho biết nguyên nhân cũng do tôi lúc đó giết rắn quá nhiều nên bây giờ rắn về báo thù để giết cả nhà tôi. Sau khi đứa con thứ 3 của tôi chết, con rắn cục đuôi trông rất dữ tợn, vẫn hàng tháng viếng về xung quanh nhà, rồi bò qua bàn thờ nhà họ Đoàn của tôi như lăm le tìm kiếm cơ hội báo thù tiếp. Cũng kể từ đó, ngày nào giờ nào rảnh rỗi, tôi cả vợ và các con cũng mua nhang thắp hương khấn vái, xin rắn đừng về nữa. Anh Quý nhấn mạnh, có sao tôi nói vậy, sự thật là như thế. Kể tiếp giai thoại đậm chất liêu trai mà ông Quý tỉ mỉ ghi chép lại, ông Quý nói, sau khi nhập trạch được 4 tuần, thì vào một đêm tối trời, mây đen từ đâu kéo về dày đặc, sấm chớp ầm ầm, kèm theo trận mưa như trút nước. Cũng từ đêm đó, mọi người không thấy thằng rắn cục đuôi, đôi thanh xà bạch xà đâu nữa. Ông Quý cho hay, câu chuyện xà nhập trạch xuất hiện cả 3 năm nay, bất kể người dân nào trong làng đều biết nằm lòng. Tung tích của 3 con rắn thần được người dân lý giải hết sức kỳ bí. Có thể các ngài đã di chuyển sang các đồi núi lân cận ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa. Sự biến mất đầy bí ẩn của 3 con rắn khiến gia đình ông quyết định lập bàn thờ để hàng đêm ông khấn vái, quỳ lại, van xin tha thứ tội lỗi đã gây ra. Cũng kể từ đó, ông Quý bỏ nghề giết rắn, ăn thịt rắn mà chuyển sang làm gò hàng, ai thuê gì làm đó. Ông Quý vẫn kể rất chi tiết chuyện có một cặp rắn hổ mang, sau khi bị một người dân trong làng giết chết, con rắn còn lại đêm nào cũng về báo thù. Dân làng An Truyền sợ đến nỗi hễ mỗi lần ở trong nhà hay ra đường, trên đầu đều phải trét bùn, đội nón vì sợ bị rắn cắn trúng đầu. Chuyện rắn báo thù mang đầy tính liêu trai, có rất nhiều điều kỳ bí không lý giải được.